gái. Dạ. Gương mặt cũng xinh xắn ha, ấn tượng ha. Chàng trai bên kia là một người em cho rằng là rất là chân thành. Vì em nói ra những cái điều đó là biết là chàng trai rất thật thà, không hoa mỹ gì trơn á. Chỉ có điều là anh làm nghề lái xe đó. Thì anh cũng có hay đi qua đi lại, lái qua chỗ này chỗ kia đó. Mà trong đó tài xế thì cũng có giao lưu nhiều mà. Lái anh ơi, cái đâu em không có đâu. Xe lưu, xe hủ gì có giao lưu hết. Em có ngại gì vụ tài xế không? Nói chung em không có ngại. Quan trọng là con người của anh ấy thôi. Xế thì là anh đen thì lùi ai đâu. Em có thích sự lãng mạn không? Lãng mạn vừa thôi, đừng có lãng mạn quá. Ví dụ trong ngày sinh nhật anh chở nguyên xe bê tông để tặng em đó. Trời, xe bê tông tiền không? Tiền không á. Chạy nguyên xe bê tông tới, nhưng mà tặng em một bó hoa hồng chẳng hạn. Lãng mạn vậy đó. Nói chung lãng mạn vừa là được rồi. Thôi được, có ghen không? Cũng hơi hơi một chút. Gái hai phòng ghen lắm nha. Không, nhưng mà em dễ thương đó, thấy hiền, hiền lành. Thôi được, cặp này được mà. Đàn trai thấy xem mắt đàn gái thấy là được. Mời bạn nam. Rồi, giới thiệu đi em gái. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Trịnh Thị Phương, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là dược sĩ ạ. Rất rõ ràng và mạch lạc. Mời bạn trai. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Đức Vũ, là năm nay 26 tuổi, quê ở tỉnh, hiện tại đang làm lái xe cho công ty cổ phần 499 tại Đồng Nai. Làm Đồng Nai là ở em ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Mình lái xe là lái xe trong đó hay là đi đường dài hay là giờ lái... Em chỉ gọi lái xe công ty thôi. Khi nào công ty điều mình đi đâu thì mình sẽ đi đẩy xe 4 chỗ hả? Dạ không, em lái xe chuyên cung cấp bê tông ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của hai em là gì bạn gái? Điểm mạnh của em biết quan tâm lo lắng tới mọi người, nói chung là em rất là nhiệt tình với bạn bè. Em cũng kiên trì. Còn điểm yếu của em thì em được nhận xét là một người nói hơi bị nhanh. Cái đó mình tiết chế lại chút xíu là được. Mời bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em. Thứ nhất là nói về ưu điểm của em là một người nhiệt tình, sống chân thành, có tâm. Một người là luôn tôn trọng lời hứa. Khi đã nói lời hứa ra thì bắt buộc mình phải làm, thực hiện như vậy. Thế là tốt. Sở thích thì thích nấu ăn, chơi thể thao, tất cả các môn thể thao em đều chơi được. Ủa thấy người em chắc rắn, rắn chắc lắm. Em có học thể thao gì không? Em trước đây là tốt nghiệp đại học thể thao. Tốt nghiệp đại học thể thao. Mà giỏi nhất là môn gì em? Dạ em giỏi nhất thì môn điền kinh ạ. Thật ra mình không có làm gì liên quan đến cái bộ môn mình học hết hai em. Trong thời gian trong gần một năm mình đi cũng đi xin việc các nơi cũng chưa tuyển ấy. Nó mình cảm thấy mình chán nản quá trong thời gian đấy thì mình cũng vào đây mình đi làm. Thứ nhất là để có kinh nghiệm, thứ hai là để cho bản thân nó có sôi động hơn lên chút đấy. Rồi thì tự nhiên em vào đây làm từ đấy đến giờ luôn. Coi như là mình muốn chọn nghề, nghề chọn mình đúng không? Dạ vâng. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Thì về tính tình, hiền lành, biết quan tâm lo lắng tới gia đình và bạn bè, có chí cầu tiến. Ngoại hình ấy thì cao, to, đen, nhưng mà đứng hôi là được thôi. Bên kia có hôi, không có cao, to, đen. Bên đây có đen. Có đen. Đen có đen. Cao có cao. To. To, không có to. Hôi. Hôi. Cái này chứ không có hồi luôn. Không biết. Anh Quyền Linh kiểm tra hộ em. Thơm, có sức dầu thơm. Không có hồi. Rồi, còn cái mẫu người bạn gái em tìm thì như thế nào? Giờ mẫu người bạn gái em tìm thì chỉ đơn giản là người biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình. Em thì không có quan trọng bên ngoài hình cho nhiều. Chỉ có quan trọng là người ta để đối xử với mình, dành tình cảm cho mình thế nào thôi. Đúng rồi. Rồi. Hồi nãy chị vẫn chưa hiểu rõ cụ thể là em cái việc làm của em là em làm như thế nào? Là em bán thuốc tây chị. Em bán cho người ta hay là tiệm của mình? Em bán cho em luôn. Và hiện tại em đang đi học lên đại học nữa. Hay quá, vậy là bên này khỏi lo bệnh hoạn ha, có thuốc uống luôn. Bên đây tập khỏe lắm. Chào chị. Rắn rỏi. Cao ha. Đen vừa. Thôi vậy cũng được rồi, rắn chắc, đen dữ ta. Trời, xi măng không mà. Lát nữa biểu diễn cho bạn gái coi ha. Dạ cái đây cũng được, mà lát nó sẽ gửi cho bạn gái. Em là sinh năm bao nhiêu? Em 92. Người ta bảo em già trước tuổi mà. Chị thấy mặt em cũng già thì. Đúng rồi. Không có già đâu, nhìn nó vui chứ bộ. Em trai này nhìn rất là hài hước nha, có duyên lắm á. Mấy người đen đen là người nào cũng có duyên hết trơn á. Mình định anh lập nghiệp như thế nào em? Tùy thuộc vào, thứ nhất là với em gia đình là số nhất. Một, công việc em có thể kiếm lại được, nhưng mà người bạn đời của em thì không bao giờ để kiếm lại được người thứ hai. Thấy chưa? Chắc chắn quá ha. Cái chuyện hay ghê chưa? Ở nơi nào kinh tế cảm thấy mà chỗ phù hợp với mình thì mình để mình tiến tới ở đấy thôi. Có cái điều gì em không có thích ở người bạn gái? Em không thích ở người bạn gái, thứ nhất là xăm mình. Có mà? Dạ không. Không, ta dạ thấy là được rồi vậy. Vậy thôi hả? Dạ vâng. Nói nhiều cũng được, nói ít cũng được.
không trai. Không, trời ơi. Ừ, tôi phải kiểm tra chứ. Được, mặt vui. À, đàn ông, men. Em chào anh Quyền Linh. Gái. Dạ. Gương mặt cũng xinh xắn, ấn tượng. Dạ. Chàng trai kia là một người anh cho rằng là rất là chân thành. Được. Vì anh nói ra những cái điều đó là biết là chàng trai rất thật thà, không hoa mỹ gì trơn á. Chỉ có điều là anh làm nghề lái xe đó. Được. Thì anh cũng có hay đi qua đi lại, lái qua chỗ này chỗ kia đó. Và nói tài xế thì cũng có giao lưu nhiều mà. Anh ơi, cái đâu em không có đâu. Xe lưu, xe hủ gì không giao lưu hết. Em có ngại gì vụ tài xế không? Nói chung em không có ngại. Quan trọng là con người của anh ấy thôi. Xế thì... Thế là anh đây còn lùi ai đâu. Em có thích sự lãng mạn không? Lãng mạn vừa thôi, đừng lãng mạn quá. Ví dụ trong ngày sinh nhật anh chở nguyên xe bê tông để tặng em đó. Trời, xe bê tông tiền không? Tiền không á. Chạy nguyên xe bê tông tới, nhưng mà tặng em một bó hoa hồng chẳng hạn. Lãng mạn vậy đó. Nói chung lãng mạn vừa là được rồi. Thôi được, có ghen không? Cũng hơi hơi một chút. Gái Hải Phòng ghen lắm nha. Không, nhưng mà em dễ thương đó. Thấy thì thằng làm. Rồi, được, cặp này được. Thấy mà. Đàn trai thấy xem mắt đàn gái thấy là được. Tốt. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô, hai chị gái, em trai của em với tất cả các bạn của em ở kia. Xin chào gia đình đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Dạ chào cô. Anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình này rất là tuyệt vời cho thanh niên thiếu nữ thời hiện đại bây giờ. Tôi thấy chàng trai này cũng rất là chân thành, cũng dễ thương và cũng rất là men, đúng không? Dạ, cảm ơn. Hy vọng các cháu tranh thủ được một cơ hội ngọt ngào của chương trình để đến với nhau, để tìm hiểu nhau và đi đến một cái kết quả tốt đẹp nhất. Mình đi với ai em trai? Dạ, em đi với ba anh của đồng nghiệp của em ạ. Em là bạn thân của Vũ ạ, là cũng làm chủ công ty luôn. Em thấy Vũ thì con người là rất là chân thành, nhiệt tình, đối xử với bạn bè rất tốt ạ. Còn Vũ thì anh thấy bạn gái bên này là xinh, cũng thấy cái khoản nhiệt tình cũng giống Vũ là anh thấy cũng ok rồi. Thì mong hai em hãy cho nhau cơ hội về có quà sao ha. Về có quà đó hả? Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình kéo màn cho đôi trẻ gặp mặt đi. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có cuốn sách tặng anh. Cuốn sách này là bí quyết bảo vệ tăng cường sức khỏe. Hello. Anh đọc nó, rồi anh ứng dụng nó vào trong cuộc sống của anh. Rồi, cảm ơn nhé. Anh khỏe lắm rồi, bảo vệ sức khỏe gì nữa. Và cũng là đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì em có xin có một bài hát gửi tặng tất cả mọi người, chị Quyền Linh và bạn gái. Anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em xin lỗi. Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ có đổi giới tính hoài. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Còn cái vụ kia kìa, cái đó. À, làm luôn. Để hồi hộp quá nên cho em xin cười dài ra nhé. Không khí đổi mùi nữa đó. Tại vì cái này... Không có đâu anh. Là không biết là có được nhiều hay không nhưng mà đây là đam mê. Rồi, từ đấy rồi. Được rồi. Mình bắt đầu đến với chuyện tình yêu. Được. 2 phút dành cho các bạn bắt đầu. Cho anh hỏi là em ở đâu nhỉ? Hiện tại em đang ở Dĩ An, Bình Dương. Cũng gần. Anh ở đâu? Anh ở Nhân Trạch, Đồng Nai nhưng mà... Về... Không, cũng gần mà anh đi đường này thì gần. Lâu quá gần luôn. Công việc của anh ổn định rồi chứ? À, đúng rồi, công việc ổn định rồi. Anh làm 8 tiếng hay là làm như thế nào? Không, anh không phải làm 8 tiếng. Có nghĩa là anh lúc nào có hàng là mình đi lúc đấy. Nhưng mà chỉ mình có chạy trong công trường thôi, không ít ra ngoài lắm. Nếu mà yêu nhau á, thì anh quan niệm thế nào về tình yêu? Khi mà đã yêu nhau thì hãy tin tưởng lẫn nhau là được. Nói chung chân thành, tin tưởng. Chân thành là được, đúng rồi. Anh có hay về quê không? Rảnh lúc nào mà công ty cho phép là anh về. Trời. Về một năm anh về bao nhiêu lần? Hiện tại năm ngoái thì khoảng 3 lần. Cô gái công việc cũng rất ổn định, có tiệm thuốc tây. Dạ riêng vâng. Ở Bình Dương rồi. Dạ vâng. Ví dụ em về Bình Dương em lập nghiệp được không? Dạ được chị. Có thể em về phụ nha. Bây giờ con cái tính sao nào? Con cái cũng kiểu như mà trời cho thôi. Là mình gái thì mình nuôi gái mà trai nuôi trai. Nhưng mà làm sao để mình phối hợp với nhau để cho nó dạy nuôi dạy cho con nó lên người là được. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào ở lần gặp mặt đầu tiên? Anh cảm nhận là em một người rất hòa đồng,
vui vẻ. Nhìn mặt em rất có duyên. Dạ cảm ơn. Em thấy anh cũng hiền, nói chung cũng thật thà, cũng giống mẫu em tìm. Nhưng mà có điều là anh hơi lùn ha. Anh 1m69. Hai người đứng lên đâu. Cho cơ hội đứng lên. Đó, kiểm tra nhiều thứ luôn á, kiểm tra mùi. Xứng đôi không các bạn? Quá đẹp rồi. Hợp lắm rồi nha. Hai người duyên dáng. Nói em ơi, em nhìn bạn trai đi, đâu có lùn đâu, thấy chưa? Trời ơi. Đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ và khi đã quyết định là phải chịu trách nhiệm với cái quyết định, với cái nút bấm của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Tay nhau đi hai em. Hợp lý. Xứng đôi đấy, chiều cao vừa rồi. Đây. Hôn nhau đi nào. Bạn xin phép cô. Cô ơi, cho cháu xin phép là được hẹn hò với cháu cô ạ. Còn cái vụ kia nữa, thêm vụ nữa. Nguyên tắc chương trình là phải bấm nút phải. Thì phải xin cô. Nào. Ê, chưa xin. Cô ơi, cho cháu xin phép nhé. Phép cái gì? Được hôn cháu của cô. Cô đồng ý rồi đó. Âm nhạc nhẹ nhàng để nguyên. Thấy sao? Không. Còn mong những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với hai bạn. Nói đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến ban biên tập ạ. Em tên Võ Chi Lăng ạ, em năm nay 30 tuổi. Quê quán em ở Cà Mau. Hiện tại em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em ở dưới Bình Tân ạ. Em là nhân viên văn phòng. Em quản lý kho với bên xe chị. Quản lý kho với xe ạ. Vì tính cách của em á, em là một người nói chung là ít nói. Nhưng mà em biết quan tâm người khác và em là một người rất là nhanh nhẹn. Nói cũng nhanh đúng không? Dạ, nói cũng nhanh nữa. Nói nhanh làm công việc cũng nhanh luôn. Rồi nhược điểm của em á, là nói chung là em ít nói á. Cho nên là khi người khác mà nhìn vô dễ bề ngoài thì cảm thấy nó khó gần. Nhưng mà những người mà tiếp xúc với em á, mà tiếp xúc với em nhiều á, thì em rất là dễ gần gũi, rất là vui vẻ với mọi người cái gì hết. Nhưng mà ví dụ đấy là phải có cái khoảng thời gian để người ta có thời gian người ta tiếp xúc với em. Dạ đúng rồi. Là em dễ gần. Dạ. Còn bây giờ mình tham gia chương trình và muốn hẹn hò thì chỉ có 30 phút thôi. Dạ. Thì làm sao mà em có thể tạo ấn tượng được với bạn gái bên kia để bạn gái có thể là ok bấm nút chọn mình để hai người bắt đầu một mối quan hệ mới. Dạ. Thì em nghĩ rằng là cái ấn tượng của em dành cho bạn gái nó sẽ là như thế nào? Em sẽ cởi mở hơn xíu gì. Ừ. Em sẽ cố gắng cởi mở, cố gắng thuyết phục xíu. Quen dạ. Rồi thì em có nhây, có lầy hay có vui không? Dạ, vui. Vui với hài lắm. Vui với hài. Rồi em coi như bọn chị quen, đến giờ em nghe bọn chị nói chuyện cũng nhiều rồi đó. Dạ. Tụi chị cũng rất là thoải mái, rất là quan tâm đó. Thì bây giờ em vui đi nè. Vui nữa nè. Phải xảy ra trường hợp đó mới biết nói được chị ơi. Thế rồi như thế nào em mới vui? Em thì nói chung là sẽ nói chuyện hay là cái gì với bạn gái là em sẽ có thể có quen, em biết tính là em sẽ chọc rồi được. Hài không? Anh sẽ tỏ tình với bạn gái như thế nào? Tỏ tình nữa thì cũng bình thường thôi, thì là em cũng như có thể là khi mà thương rồi thì cũng nhắn tin rồi hay là hoặc gặp rồi. Bây giờ mình giây phút quyết định nhé, em trả lời yêu thương với bạn này, em sẽ làm cái động tác gì? Em sẽ nắm tay trước, đầu tiên là sẽ nắm tay cái đã. Nắm tay sao nào? Thì em sẽ nói là bây giờ hiện tại là nói chung là cuộc sống của em là nói chung là nó đã ổn định nhưng mà nó không gọn gàng lắm, thì em muốn tìm một phụ nữ để về cùng em sắp xếp lại mọi thứ cho nó gọn gàng ngăn nắp hơn thôi. Thu nhập của anh bây giờ là bao tiền tháng? Tầm từ 10 tới 15 triệu một tháng ạ. Anh có nhà ở Sài Gòn chứ? Dạ, nhà Sài Gòn thì không có. Em đang ở dưới chung cư Tân Tạo á. À, chung cư. Dự định tương lai thì mình có để dành dụm được cái gì chưa? Dạ, em có các nhà ở dưới quê mà có các nhà rồi hết rồi. Em xây nhà được khoảng tầm chưa được năm nữa. Khoảng cả 7 tháng, 8 tháng rồi. Vậy là tương lai của anh là lấy vợ xong rồi về Cà Mau sao? Thì cái đó thì nói chung là cũng tùy thôi à. Nếu như mà ở đâu mà cảm thấy phát triển được công việc thì ở đó đó thôi. Chứ cũng em không nhất thiết là phải sống ở đâu hết. Làm sao ốm vậy? Ít ăn quá hay sao vậy? Hôm dịch Covid tới giờ, bệnh tới giờ là nó mặc ốm vậy luôn. Trời đất ơi vậy đó hả? Lúc trước dịch là được khoảng tầm 60kg á. À. Hôm dịch Covid rồi em bệnh đợt dịch đó rồi tới giờ luôn là nó sụp ký luôn, lên không nổi luôn. Lên không nổi luôn? Lên không nổi luôn. Trời ơi, lên không nổi.
ớt lên không nổi rồi chết luôn á. À. Nhiều khi lấy vợ nhiều có thể lên ký á chị mập á. Em nói chung em thích mẫu bạn gái là vui vẻ là được. À, bề ngoài thì nói chung dễ nhìn, ưa nhìn thôi, vui vẻ là được. Chứ em cũng không có yêu cầu cao lắm. Cao thích mẫu lớn sao? À, em phải mấy người có da thịt xí. À, cao thì nói chung 1m50 trở lên là được rồi. Cao 1m50 trở lên, rồi tuổi tác của miền bạn gái ở đâu thì được à, nếu như mà được thì miền Tây thì sẽ tốt hơn. Còn không thì miền Trung cũng được. Còn tuổi thì nói chung lớn hơn em khoảng 2 tuổi cũng được. Còn nhỏ hơn em thì nói chung khoảng tầm khoảng cái chừng 20 nữa lên. Lớn hơn em 2 tuổi cũng được luôn. Bạn gái đang ở đâu thì được? Bạn gái em nếu mà hiện tại được thì ở thành phố này thì tốt. Rồi, ok. Còn có điểm gì không thích ở bạn gái không? Dạ, em không thích hung dữ hả? Không hung dữ hả? Ờ. Hung dữ là kiểu như em là sao? Kiểu là giống như kiểu là cái gì nó cũng chửi, cái gì nó cũng la chứ không được. Em là tính em là cái gì mới nếu có làm sai á thì cứ từ từ nói là em sẽ sửa à. Rồi, ok. Còn yêu cầu gì đặc biệt về bạn gái đúng không? Dạ không gì. Vậy thôi á hả? Dạ. Dự định bao lâu cưới vợ được? Nếu như mà được thì sang năm em sẽ cưới. Sang năm sẽ cưới. Chuẩn bị gì cưới vợ chưa? Dạ rồi hết rồi chị. Ba má hối dữ lắm rồi. Ba má hối dữ lắm hả? Dạ. Rồi ok. Em có ca hát gì được không Lan? Dạ không. Em không có ca hát được. Em chỉ chơi thể thao được thôi. Lên đó chơi được không vậy? Em đá đá bóng được. Đá bóng tân bóng rồi được không? Dạ tân bóng thì không được nhưng mà em đi đá bóng sân cỏ thì cũng đã được. Ừ. Nghĩ coi lên đó có gì tỏ tình lãng mạn bạn gái rồi này kia thứ chứ. Mấy... chứ không có tân bóng được không? Chỉ dạ, có đi đá thôi. Tân bóng thì nghĩ khác. Giờ muốn vợ quá rồi nên nó phải không đá. Không có sở trường được hết. Không có ca được. Suy nghĩ đi. Cái này là việc với biên tập thêm để dạ, thêm nội dung cái phần này ha. Dạ. Nên có đặc biệt điểm nhấn của mình chứ. Dạ. Ta nhìn vô là ta biết chi Lan liền. Dạ. Đúng không? Rồi ok, cảm ơn Lan nha. Rồi cái gì là chương trình sẽ thông báo cho em biết nếu mà có cô gái phù hợp với em nha. Dạ, dạ cảm ơn. Ok, cảm ơn em. Dạ rồi, mời chị giới thiệu về bản thân mình ha. Rồi, xin chào ba em. Chị tên là Hồ Thị Quỳnh Giao. Chị sinh 1973. À, hiện tại chị đang ở nhà ba mẹ của chị ha, là đang ở lô 2 chung cư Lý Chu Hoàng. Còn hiện tại là chị đang sống ở Đức Hòa, tỉnh Long An. Chị tạm trú trên đó, tức là tại vì công ăn việc làm của chị trên đó, cho nên là chị về trên đó chị kinh doanh ở trên đó. Nó tiếng kinh doanh chứ chị cũng mua bán nhỏ thôi, chị bán lề đường. Đó, chị bán quần áo, chị chuyên về đồ bầu. Quần áo bầu hả? Dưới chị ở được khoảng 4 năm. Quê trong đây quê gốc của mình là Bình Thuận hả chị? Đúng rồi cưng, mà quê ba mẹ, quê mẹ thì bên Long An, Đức Hòa Long An, còn quê ba ở Tân Thuận. Rồi. À. Chị chia sẻ về mình đi chị. Chị thì chưa có gia đình. Rồi, chưa có gia đình luôn. Chưa bao giờ có gia đình ha. Bạn trai thì nói chung đã có qua rồi, ba mối tình. Thì mối tình để chị nhớ nhất là mối tình chính giữa thứ hai và mối tình cuối. Rồi xong. Thì nói chung là mối tình chính giữa đi, mối thứ hai đi ha. Thì chị có quen cái anh đó thì ảnh có gia đình rồi. Đó, thì khi quen thì người ta cũng nói rõ ràng với chị. Đó thì chị cũng chấp nhận, thì cũng chấp nhận quen, thì chị quen cũng được khoảng là tầm 6 năm. Rồi sau này là cho bên gia đình của người ta có những cái chuyện luẩn quẩn ở trong gia đình nội bộ của người ta thì chị mới chia tay. Rồi cái chị chia tay cũng khoảng được 2-3 năm sau vậy đó, chị mới quen một người. Một người này thì nhỏ tuổi hơn chị khoảng 5 tuổi. Thì anh này ở Bình Dương. Hồi xưa thì chị quen ảnh thì ảnh ở gần nhà với chị ở trên Đức Hòa. Ảnh cũng kinh doanh ở trên đó. Rồi bắt đầu là dịch đó, là ảnh mới trả nhà để ảnh về quê ảnh ở. Thì từ đó là chị với ảnh là 1 năm mấy, 2 năm nay là không có gặp nhau nữa, chia tay. Yeah. Rồi giờ tới đây thì để kiếm. Mà sao trước giờ chị không muốn lập gia đình với ai hay là chưa có duyên để lập gia đúng đình? Đúng rồi cưng, tại vì chắc chị thấy chị chưa có duyên hay sao á. Chưa có duyên. Là bây giờ là chị đang ở một mình thôi hay sao? Đúng rồi, chị đang ở một mình, ở trên đó một mình. Rồi một tuần thì chị dạy về cho thăm ba má chị 2 lần. Là chạy về lên Sài Gòn á. Đúng rồi. Rồi. Chị có những cái điểm mạnh điểm yếu gì ha? Điểm mạnh của chị thì sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ.
Còn điểm yếu của chị thì chắc cũng hơi hơi nóng tính chút xíu, cũng hơi hờn giận chút xíu, nó vậy. Làm gì nhưng mà chị cũng dễ, chị dễ giận mà chị cũng mau hết giận lắm. Chị giận ai thì chị giận. Hả? Ví dụ như nhiều khi nói những cái câu nói như nào đó chạnh lòng mình hay là sao vậy, hay là mình cảm thấy mình không có vừa lòng thì chị giận. Nhưng mà chị giận cũng lẹ hết lắm, khoảng 5-10 phút thôi. Mà chạnh lòng hồi giờ câu gì làm cho chị chạnh lòng, ví dụ thì nói những cái gì mình bây giờ mình không có hình dung, mình không có nhớ được hết, nhưng mà đôi lúc đó, khi mà cái cảm xúc lúc đó thì mình cảm thấy là mình không giống như mình tự ái thì mình giận vậy thôi, nhưng mà giận chút xíu là hết à. Chị khó có giận ai dai được. Rồi chị có cái sở thích gì không hay sao? Thích đi du lịch. Hồi giờ đi đâu rồi chị hả? Đi Nha Trang, Đà Lạt, các tỉnh rồi chị đi hết rồi. Tại hồi xưa là chị làm bên ngành mỹ phẩm, chị bán bên mỹ phẩm Babyline á. Cái chị đi tiếp thị, đi mở cái những cái chi nhánh cho công ty á, là chị đi hướng miền Tây, chị đi rất là nhiều. Rồi ở ngoài miền bên ngoài thì chị đi là Hà Nội, Nha Trang đồ này nọ, rồi chị đi mấy cái tỉnh đó nhiều. Chỉ bây giờ còn Huế là chưa đi nè, Đà Nẵng chưa đi nè, Sa Pa rồi chưa đi thôi. Rồi bây giờ cũng chị cũng lớn thì kia bà ba mẹ ở nhà đừng có nôn nóng hối thúc cái chuyện tập gia đình của chị không? Có chứ, bị hối hoài nhưng mà cũng an ủi thôi, an ủi ba mẹ. Tại duyên chưa tới, cứ nói vậy thôi, nhưng mà trong lòng mình cũng muốn giống như là có một nơi để cho cha mẹ mình an tâm. Rồi chị mong muốn mà hình mẫu chị như thế nào? Nói chung thì người đó sạch sẽ đi, sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ. Thì bây giờ thì cái lứa tuổi của chị không có chọn là kén chọn nhiều. Giống như là cái bây giờ có gia đình cũng được, người đó có gia đình cũng được, nhưng mà ly dị rồi nha, rõ ràng. Có con thì chị cũng chấp nhận, nhưng mà cũng phải rõ ràng ra hết, cái gì cũng phải rõ ràng hết. Nếu mà đến với mình phải rõ ràng hết là đến. Tại vì chị cũng chưa đừng nào bước qua mà, cho nên là bây giờ đến với chị phải rõ ràng tất cả. Vậy thôi. Ngoại hình cao thấp mập ốm thì kia sao? Ngoại hình thì cao hơn chị chút xíu là được. Rồi chút xíu là nhiều. Ví dụ như chị 1m50 thì người đó khoảng 1m60 đi. Chị tưởng 1m chút xíu là cho 1m55 á, chút xíu đó. Thôi 1m60 đi. Nếu mà 55 thì cũng thấp quá đúng không? Thì bây giờ phải nói 1m60 đi. 1m60 thì đừng có bụng phệ. Đừng có hói đầu là được rồi. Còn ăn nhậu chui chơi bất cứ cái gì chị cũng ok, nhưng mà đừng có quá thôi. Đừng có đi qua giới hạn là được rồi. Rồi về tuổi tác rồi vùng miền rồi công việc của anh này như thế nào? Thì có công việc ổn định là được rồi. Công việc như thế nào ổn định? Ví dụ làm việc gì cũng được hay như thế nào? Đúng rồi, làm cái gì cũng được. Làm thợ hồ cũng được nhưng mà phải ổn định. Rồi tuổi anh này như thế nào chị? Để lớn hơn chị 1-2 tuổi cũng được. Rồi anh này đang ở sống ở đâu thì được nè? Chung là thành phố đi. Ở Sài Gòn đúng không? Từ Long An lên Sài Gòn thì đúng, rồi, đúng không? Các đúng tỉnh miền Tây thì có được không? Đúng rồi, các tỉnh miền Tây được, nhưng mà đừng có ra ngoài miền Bắc thôi. Rồi, không miền Bắc ha. Dạ. Rồi, có điểm gì chị không thích ở người đàn ông không? Nói chung là chị là không thích lăng nhăng, gái gú lăng nhăng. Đi ăn nhậu thì chị cho đi ăn nhậu, nhưng mà đừng có quá thôi. Đừng có về nhà mà làm bầm lẫm nhẫm, vậy là chị không thích. Còn yêu cầu gì đặc biệt ở bạn trai nữa không nè? Không, chị chỉ yêu cầu vậy thôi. Chị lấy chồng, theo chồng được không? Được. Được đúng không? Ở Long An là chị ở trọ hay chị ở nhà của chị? Chị ở nhà mướn. Thuê đúng không? Rồi chị có tài lẻ năng khiếu gì không chị giao? Không, chị không có gì hết. Hát rồi được không? Giọng chị chắc hát cũng hay à? Không, chị hát dở lắm cơ nghe. Chứ lên sân khấu thể hiện được gì? Chị hả? Chị cũng đâu. Chẳng lẽ là sân khấu bán đồ? Đó, chị đâu có lên sân khấu bán đồ. Chứ giờ sao? Chị có cái gì giao vui vẻ chứ. Chị nói chung là không có cái gì hết. Chị bình thường. Ca hát được không? Thì ca hát thì cũng được vậy thôi, nhưng mà không có thuộc hết. Nó vậy. Hát mấy câu nghe cũng được. Giờ hát bài gì cũng giờ? Bài gì cũng được, mấy câu thôi là được. Tại vì giờ nói nghe chị không nhớ. Không nhớ bài. Thôi để có dịp khác đi tập đi rồi hát. Hát ở đây mới được đậu. Thôi. Hát là thôi chứ đâu có gì đâu hát. Cho chị suy nghĩ á. Hả? Chị bỏ điện thoại lên hát được không? Bỏ điện thoại lên hát luôn. Rồi. Cho em lấy cái điện thoại cho em nói đi. Thôi, cho em nói đi. Có mạng chị không có mạng. Hát nó mấy câu à? Hát trăm mấy câu hát được ta để chị nhớ vậy. Bài mấy câu thôi. Như trời ngang ngang cái sao chị quên ta.
cái bài gì ta, tự nhiên em muốn anh sống sao quên rồi, quên cái bài đó rồi. Nhớ lúc nào lúc đó? Không nhớ luôn nè. Tự nhiên để coi. Thích bài nào? Giờ chị có lấy điện thoại cái nó hát vài câu cho mình nhớ. Rồi, cuối rồi, cho con ngồi điện thoại trước này nè. Xa em nên được em lúc em đi cùng từ từ đây em không còn vâng ăn đâm mùa đông tự nhiên không thuộc rồi ok nếu mà